Em ổn rồi kìa. Đi sang kia chị đi. Đi. Thank you.
Ai mà giỏi thế nhở? Khen đi chị. Vỗ tay. Bravo. Chị ơi, chị thổi thêm cái chảo với muộn quá. Em có làm gì đâu. À, biết rồi nhá. Để ra. Không, đây. Đây, có gì đâu. Cầm món ăn ngon. Chị phải ngon. Đây chị ơi, vẫn còn mùi này. Ui cái này mà tí nữa mà thơm quá là không chịu được luôn chị ạ. Chả gì. Chị ơi. Thank you.
tiên. Trước mặt tôi không chỉ là món ăn mà còn là hành trình về quê hương. Cảm giác nhấm nháp từng phần thịt mềm, bún dai và nước mắm thơm ngon, vị ngọt mặn xen lẫn cay nồng, cả đều là cách kết nối với những ký ức đầy sắc màu của thời thơ ấu. Đó là mùi cơm chín trên bếp củi trong một căn bếp nhỏ đắp đất trấu, là tình yêu của bà trong những món ăn giản dị mà tần tảo sớm hôm. Đó là mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa, là hương thơm của lá bưởi vàng rụng trên vỉa hè, là những buổi chiều chạy nhảy giữa cánh đồng. Tôi hiểu rõ hơn vì sao bà lại luôn cố gắng truyền cho con cháu một điều gì đó của quá khứ. Cho dù chúng tôi đang sống để hình thành cho mình một tương lai, đó là mật mã để gắn kết các thế hệ, là niềm hạnh phúc cho đi và gìn giữ cội nguồn.